càng nổi danh nhiều chuyện đó. Đây chúng ta thấy thì như vậy đó, có một cái triều đình nào, có một ông vua nào lên làm vua mà không giết ai hết để lên làm vua được? Thậm chí khi mà lên làm vua rồi đó, luôn cả vua A Dục đó, là triệu hợp tất cả những người anh em của ông ta là giết hết. Cho nên vua A Xà Thế đó mà giết luôn cả cha mình để lên làm vua. Thì như vậy không phải địa ngục là gì? Mẹ A Xà Thế khóc hết nước mắt, mặc dù ở trong cung vàng. Ở trong cung vàng mà khóc hết nước mắt như vậy thì có phải là địa ngục không? Cho nên khi Đức Phật nói kinh A Di Đà, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ và nói cho bà Di Đề Ni, tức là mẹ vua A Xà Thế. Thế nếu mà thấy được cái này mà cung vàng địa ngục là một nơi tranh chấp, một nơi tranh chấp là cái nơi chết người. Không có chỗ nào cung vàng địa ngục mà không có tranh chấp và không có chết người đâu. Tại vì ta chưa vào đó thì chúng ta tưởng ở trong đó sướng lắm. Nhưng mà thực ra tất cả những người trong đó tâm không bao giờ an ổn. Lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng sợ hãi và lúc nào cũng phải đối phó. Cho nên Đức Phật nói địa ngục mà nói cái đó. Cho nên Ngài từ bỏ cái chỗ này. Ngài từ bỏ chỗ này là gọi là thoát mục vàng. Cho nên chúng ta nghĩ cái địa ngục là chỗ nào u tối lắm đó. Ta diễn tả cảnh dễ sợ, nhưng mà cái địa ngục thiệt dễ sợ này chúng ta không thấy. Cái mà chém giết với nhau này, chúng ta không thấy này. Đức Phật là cái người thấy được, cho nên Ngài cũng từ bỏ. Cho nên từ bỏ cái ngô cua mà đi tu. Và từ bỏ ngô cua đi tu này đó, tức là từ bỏ cái địa ngục, không chịu lặn hụt ở dưới biển trần khổ này đó, với tất cả chúng sanh mà tranh giành giết hại nhau rồi. Nhưng bây giờ đó, tất cả những người khác đó rủ Đức Phật lên thiên đường. Bây giờ Kabbalah đó thì nói thôi, bây giờ đó là thái tử không muốn làm vua nữa, thì bây giờ theo tôi tu hành, đi theo tôi tu hành khổ hạnh, sau này để mình sẽ chứng được tứ thiền. Cho nên chứng được tứ thiền, cho nên khi mà chứng được tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, chứng được tứ thiền thì cái trường hợp này mình ở trên cõi trời vĩnh viễn sung sướng. Mấy anh em thấy, cho nên khi đi tu rồi sợ chán cái địa ngục này mà cũng lại không thích cái thiên đường kia. Tại vì ở trên thiên đường tới một thời gian nào hết phước rồi thì chúng ta lại cũng rơi xuống địa ngục tranh chấp này nữa. Cái thấy của Đức Phật là thấy xa này. Mặc dù hiện giờ chúng ta an lành đây, chúng ta sung sướng đây, nhưng mà cái an lành này được bao lâu, cái sung sướng này kéo dài được bao lâu thì cái khổ cũng sẽ ập tới cho chúng ta mà thôi. Cho nên lên tới tận trên cõi trời này rồi thì cái trường hợp này hết phước rồi cũng đọa xuống. Cho nên khi mà Đức Phật có tu hành ấy, cũng theo Kamala tu tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên tứ thiền thiên đó là tới cái mức mà xả niệm thanh tịnh. Cho nên xả niệm thanh tịnh rồi ấy, thì cái trường hợp này ấy, coi như là hoàn toàn tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi ấy, thì cái ông Kamala tới đây chấm dứt, không còn đi nữa, không còn lên cao được nữa. Cho nên lòng mình hoàn toàn thanh thản. Mà thanh thản là cách nào đây? Chúng sanh ở trong địa ngục nó tranh giành cướp bóc gì kệ mặt nó, mà ta sống ngoài cái sự tranh chấp này. Cho nên người đời hay nói câu là cái thân ngoại vật là tiên trên đời. Bao giờ đem đặt mình ra ngoài sự tranh chấp là tiên trên đời, còn đem đặt mình vào trong sự tranh chấp là địa ngục trần gian khổ. Nên những người tu tiên đó là trường hợp bỏ sự tranh chấp đi, đem đặt mình ra ngoài cái này. Thế nên ngoài cái phải trái này, phải ta cũng không nghe mà trái ta cũng không cần biết tới. Giống như là sà phủ hứa do rửa lỗ tai vậy. Nghe tới danh lợi là sợ lắm, phủi, rửa, cho hết đi. Thì cái này nó là trên bước đường tu đem đặt mình ra ngoài sự tranh chấp là tiên trên đời rồi. Thì bây giờ nó Kamala dạy thái tử tu hành để đạt tới cái trình độ này thôi. Nên khi mà chúng ta nhập định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đạt tới tứ thiền rồi đó thì đặt chúng ta ra ngoài vòng tranh chấp. Cho nên bây giờ đó nó có đứng trước mặt chúng ta, nó chửi từ sáng tới chiều chúng ta cũng không biết gì. Đấy là thực. Tại ta có quan tâm tới nữa đâu,
Tại sao ta không buồn, không giận? Mà cái chỗ này chúng ta nếu theo cái pháp này tu hành, không khéo chúng ta trở thành gỗ đá mất. Thành gỗ đá cho nên thiền Đông Độ gọi như là củi mục hai bụi này. Ngồi sững ra đó mà không biết gì hết. Thế là sự thật. Là còn người nữa. Tại ta tới chỗ này đó, khi Đức Phật chứng rồi, chứng được pháp này rồi, tại nên người ta tới ta chửi từ sáng đến chiều, Ngài cũng không động tâm, mà Ngài giật mình đi. Đó, như vậy là mình trở thành cái gỗ đá mất đi. Tại nên con người thì hơn gỗ đá, nhưng bây giờ tu hành để biến mình trở thành gỗ đá có nên không? Tại nên giật mình. Tại nên giật mình cho nên Đức Phật không an trụ vào trong cái tứ thiền này nữa. Đây ta gọi là thiền ngoại đạo đây. Ta nên không an trụ chỗ này thì đi tìm người khác để hỏi chứ. Thì cái trường hợp qua gặp ông Quốc Độ Lâm Phất, Quốc Độ Lâm Phất mới nói với Thái tử Long Ca Ba La tới chỗ đó. Nhưng mà tôi đó, thì đã thấy khác nữa. Khi mà đắc được tứ thiền rồi đó, bây giờ đó, tôi đi qua đắc được khác, gọi là tứ không. Ta nên chứng được tứ thiền, nhưng mà rồi đó, rời tứ thiền để nhập tứ không. Cho nên đây là gọi là tứ thiền bát định. Cho nên trên bước đường tu nên mấy em thí nghiệm rồi cũng phải chứng được tứ thiền bát định như Đức Phật các ngày xưa. Ta đã qua cái bát định, tức là bốn cái không là sao này, bốn cái mà phía sau này là gì? Lúc bây giờ nó không phải là củi mục than bụi nữa, nhưng mà đầu tiên là chúng ta thấy có vật chủ thể. Có vật chủ thể, ta là vật chủ thể đây. Thành ra Đức Phật cái điều may mắn là cái trường hợp chứng được tứ không, nhưng mà lại còn thấy mình trở thành củi mục than bụi. Cái gì thấy mình là củi mục than bụi đấy? Tức là cái chủ thể. Thành ra cái chủ thể của chúng ta, cái con người thực chúng ta mới thấy được cái con người giả. Thì bây giờ đứng trên lập trường thực mà nhìn qua giả, thành ra trên cái bước đường tu hành đó, nếu thực tu chúng ta sẽ đi vào cái lộ trình. Tại đứng trên lập trường thực cho nên nhìn qua bên này đó, mới thấy đó là giả. Thành ra ai là cái người mà củi mục than bụi đấy? Ai là cái người ngồi sững ở đấy? Ai là cái người mà không có biết buồn biết giận nữa đấy? Thành ra khi mà mấy anh em tập mà được cái này rồi đấy, thì coi chừng rơi vô cái chỗ này là nguy hiểm. Cho nên ta cũng phải thấy luôn. Thế nên cái này chỉ giúp chúng ta trong cái giai đoạn đầu để cho tâm hồn chúng ta yên tĩnh. Nhưng mà tâm hồn chúng ta yên tĩnh thì lúc bây giờ ta mới có cái chủ thể là gì? Tức là tâm hồn yên tĩnh. Nên bám vào trong cái tâm hồn yên tĩnh ta mà sống, chứ đừng có bỏ luôn nó nhé. Thì trở thành của một thanh bụi. Cái này rất nguy hiểm. Bây giờ cái chủ thể, cái chính của chúng ta, cái chân thân, chân nhân của chúng ta đó là cái này. Cho nên lấy cái này quan sát nó lại. Quan sát lại cái thân tứ đại ngồi sững này của chúng ta. Quan sát lại cái chuyện mà không dính líu tới cuộc đời nữa. Phải quan sát này, nhận ra được cái sai lầm này. Cho nên cái ngày mới tới, Ngài hỏi ông Quốc Độ Lâm Phất. Thì Quốc Độ Lâm Phất đó nói là có bốn cái trạng thái khác nữa, gọi là không vô biên xứ. Tại sao không vô biên xứ thiên? Tại sao bây giờ mới tìm thấy được cái chủ thể của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta đó? Thì bây giờ ta dùng cái tâm thức này đó mà chúng ta có thể đi khắp cả pháp giới. Cái chỗ này ai tới đây được? Đây quý vị mà khi đọc truyện Tây Du đó thì Tề Thiên Đại Thánh. Thế nên Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, ngộ được cái không này á, thì từ cái chỗ đó không có biên xứ, cho nên nó từ xứ này qua xứ khác dùng cái thức mình mà biến nhập. Ta nên biến nhập, cho nên từ đây qua tới một cái thế giới xa xăm kia, chúng ta đi bằng thần thức thì đi rất nhanh. Nên bây giờ Tề Thiên Đại Thánh nói với Tam Tạng, nói là thầy đi bằng cái xác phàm thì đi ngày được bao nhiêu dặm? Nếu mà đi bằng thần thức như con thì một nháy mắt thôi có thể đi ngàn dặm. Nghe nhanh thế. Thế nên đi rất nhanh. Thì đi nhanh là đi bằng gì? Đi bằng thức. Đi bằng thức tức là nương vào vật mà chuyển biến. Thành ra ngày nay chúng ta mới có cái truyền thông. Thành ra chúng ta có cái hệ thống diễn thông của chúng ta đây đó, là đi bằng thức đấy. Thành ra đi qua một cái cấp quan mà ta có thể đi qua thế giới khác.
đi qua các nước khác xuyên đại dương. Đây ta đi qua theo cái phương tiện vật chất bằng cấp qua ngày mà ta đi. Tề thiên đại thánh khi xưa đi bằng cái thần thức của mình. Cho nên đây là tâm duyên lý mãn. Chứ cái trường hợp ta ví đó là con dượng này là Mỹ Hồ Dương là con dượng này là gì? Tức là thức của chúng ta, là tâm của chúng ta. Cho nên cái khi thoát ly được cái thân vật chất rồi thì cái tâm chúng ta tự tại tung hoành ở trong thiên hạ, coi trời đất không ra chi hết, còn hoàng thượng đế cũng bỏ đi, ai làm gì chúng ta nếu ta sống bằng cái thức. Nên sau này đó, mà Thánh Gandhi đó, nhận ra được ý này đó, thì ông nói là người anh chỉ hành hạ được con chó của ta chứ làm gì đụng tới ta. Thì cái ta này là gì? Tức là thức. Cái thần thức, cái ý chí của Thánh Gandhi, ai làm gì được, họ chỉ bắt được cái thân già này, họ đem nhốt lại. Cho nên lúc bây giờ tới đây thì mình thấy được đó, là cái thần thức chúng ta bị nhốt ở trong một cái thân tứ đại khổ sở này. Cho nên những người họ tu tới đây là một người họ phát sát, họ thấy chán cái thân này quá, cho nên mình sống bằng cái thức chúng ta. Sống bằng thức chúng ta thì đi mây về gió, muốn đi đâu thì đi. Cho nên trong cái khoảng thời gian chứng nghiệm cái này đó, là thường là tôi hay sống trong mơ, sống trong chim bao nhiều hơn sống thực. Hay là tôi coi như cuộc đời không có là giấc mộng rồi, thì bây giờ cứ vào trong mộng. Thế nào vào trong mộng, trong lúc đó chúng ta lại gặp trang tru trong này nữa. Thành ra đi dạo chơi trong thế giới của lão Trang. Thì đây là cái cách tu hành của chúng ta, cho nên ta biết tất cả những người tu tiên đều đi tới chỗ này. Vào trong cái thế giới thức này để sống đó, thì ta sẽ gặp tất cả những người họ đang sống ở trong này. Nó có nhiều cái việc mà khác hơn là cái việc ta sống bằng thể xác. Bây giờ đã qua tới đây là ta tập ta sống với tâm thức. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất mà ta đạt được là con người chúng ta nó nhẹ nhàng, nó tự lại để ta đi khắp mặt trong thanh giới. Ở đâu chúng ta tới được hết thì tới được này là tới bằng thần thức. Cho nên chỗ này là không vô biên. Ta đã từ cái chỗ chứng được thấy thế giới là không, cho nên nó mênh mông như vậy, thì thế giới đi tới đâu thì nó gì? Thần thức đi tới đó. Cho nên chỗ nào có thức tới thì chỗ đó có thế giới hiện ra. Tại nên tất cả các cái loại hình thế giới của chư thiên là hiện ra theo thức biến. Các em nên thấy cái chỗ này, cái chuyện tu hành. Chỗ này Đức Phật dạy chúng ta sao? Tức là tất cả chư thiên họ tới đâu thì đền đài cung điện hiện ra tới đó. Tức là đền đài cung điện hiện ra tới đó. Cho nên bây giờ ta tu chưa thành Phật đi nữa, mà mấy anh em là thành tiên cái đã. Thành tiên thì ta ở chỗ nào đền đài cung điện hiện ra chỗ đó cho chúng ta. Cái này là gì? Tức là thức. Nó là thức biến. Cho nên ta ở chỗ nào thì tất cả những cái điều kiện tốt này đều hiện ra cho chúng ta. Mà ta đi thì cái này mất. Cái này là điều theo thức sanh và cũng theo thức diệt. Ta nên từ chỗ mà theo thức sanh và thức diệt này đó, chúng ta mới phát hiện ra thêm những cái gì. Cái chỗ này là chỗ quan trọng này, để chúng ta tu hành. Ta nên tạo được thiện nghiệp thì bây giờ thức sanh ra tất cả những việc tốt. Mà tạo được ác nghiệp đó, thì thức sanh ra tất cả các việc xấu. Cho nên cái này hàng ngày nếu mà ta làm tất cả các việc thiện việc tốt đó, thì trong thức chúng ta biến ra đó, thì cũng biến bằng cái việc tốt. Tại vì kinh nghiệm tôi đến khi tôi tu hành như thế này, cho nên trong chim bao tôi thường thấy cái gì? Ban ngày tôi đi thuyết pháp thì khi ngủ nhắm mắt tôi cũng thấy đi thuyết pháp. Ban ngày tôi đi nghe pháp thì ngủ nhắm mắt tôi cũng thấy đi nghe pháp. Ta làm cái gì thì trong giấc mơ chúng ta đều thấy cái này hiện ra. Mà ta làm những cái chuyện ác, cái chuyện đáng ghét đó, thì cái trường hợp trên đời này ta đi tới đâu ta cũng bị thiên hạ khinh chê bắn chửi. Thì khi chúng ta mơ chúng ta thấy bị khinh chê bắn chửi. Cái việc tàn ác của chúng ta đó, thì nhiều người kể lại cho tôi nghe. Bây giờ cứ nằm mơ thấy cái đó hiện ra. Mấy em thấy như Tần Tiểu Hoàng khi mà gồm thâu quần quốc rồi đó, thì ông ta giết bao nhiêu người. Cho nên trong giấc mơ ông ta cứ thấy là mọi người gọi là thích khách,
Cho nên nhìn ở đâu cũng thấy có người muốn giết ta hết. Thì cái này là do thức biến. Cho nên địa ngục cũng do thức biến, mà thiên đường cũng do thức biến. Mà thức này biến ra đó là từ trên trần gian này mà biến thành địa ngục, từ trần gian này biến thành thiên đường. Đây là cảnh giới mà của những người tu chứng được và những người tạo ác tạo quả. Cho nên trên bước đường tu, từ trong cái tánh không này mà ta nhìn sự vật ta thấy. Thì từ cái chỗ tánh không này đó mà cảm quả này, cho nên trên bước đường tu thực chất của chúng ta nên biến nó ra thành nước bát công đức mà cứu đời. Thì Đức Phật A Di Đà đã tìm ra được nước bát công đức. Đức Phật Thích Ca ngay thế giới này cũng tìm ra được nước bát công đức, cho nên tất cả những người tăng ni hay là Phật tử tới với Đức Phật đều cảm thấy được cái sự an lành. Mà cái công đức thứ nhất ta nhận được đây là gì? Tâm an lành. Cái công đức thứ nhất, thành ra ta tới với Phật, Đức Phật cho chúng ta được hai chữ an lành. Về tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà cũng cho chúng ta hai chữ an lành. Nhưng mà bên thế giới Tây Phương thì cụ thể hơn. Cho nên cụ thể hơn một chút. Đó là gì? Nước bát công đức.